Em chào tất cả bác. Hôm nay em quay video giới thiệu các bác những cái loại phân bón cơ bản các bác có thể dùng để bón lan kiếm hoặc là lan phi điệp. Tại vì thực ra thì những cái phân bón thì nó gọi là phân bón mà thì nó sẽ rất là tốt, phù hợp cho hoa cây cảnh, chứ nó không phải chỉ riêng cho hoa lan. Các bác có thể dùng phân bón đấy để cho hoa cây cảnh hay là những cái cây rau, rất nhiều loại. Thì đây là như vườn em đây là áp dụng vào lan kiếm. Thì trước khi đến với cái loại phân bón thì em sẽ quay qua các bác xem mấy cái cây mà em mới trồng và những cái cần thiết các bác. Thì ví dụ như đây là các bác thấy là cái lô này là cái lô vị hoàng em mới tách hôm nọ, là em để ở trong cái khu vực nó mát hơn chỗ ngoài. Chỗ ngoài đấy các bác nhìn thấy là nó nắng hơn đúng không ạ? Thì ở trên này của nó thì nó là một bên này thì là lưới nhiều nắng hơn để cho những cái cây mà nó thuần trọng, nó tốt hơn. Mình để tạm trong những khu vực nó mát hơn để cho cây nó có thể đỡ bị héo lá và nó có thể ra rễ nhanh hơn bởi nó mát hơn rồi bác. Các bác nhìn thấy đây là nó ranh giới luôn, thì nó có một cái mái đấy, thì có cái nắng mà nó mà chạy thì là chuyện bình thường, nắng nó chạy thì nắng ít hơn, nó sẽ nắng ít và nó sẽ mát nhiều hơn, thì cái chỗ mát này nó cũng khá là tốt các bác. Thì những cái củ kiếm vị hoàng này của em nó cũng lá dài khoảng tầm 8-90 một mét, lá 5-6 cm, thì trồng cái cây to trộng như này thì nó cũng hợp lý. Thì em trồng em thấy áp dụng những cái phân bón này khá là tốt, thì các bác xem và tham khảo thêm các bác nhé. Mình bón cho các loại cây luôn, cả phi điệp cả kiếm. Như cái chỗ này là kiếm em mới trồng em để vào đây, hoặc như trên này cũng thế, trên này là kiếm em mới trồng em để vào đây, hoặc như cái bọn các loại kiếm như cái mấy cây xanh huế chắc các bác biết nhiều hơn. Thì những cái cây này em cũng phải để những cái vị trí nó mát xong rồi để vị trí mát như này xong rồi thì mình có thể mình bón phân bón và mình giữ được cái cây nó ẩm, nó mát, nó nhanh ra dễ hơn khi mình mới tách trồng, nên để chỗ mát các bác nhé. Và để chỗ mát xong rồi mình phun phân bón dễ, có nhiều loại để bón các bác, xanh huế. Và như chỗ này nó phan trí em mới tách được vừa rồi, còn cây thì bình thường em vẫn hay tách bán, em để ở đây khu này là tách bán cây, với cả những cái cây mà em tách để trồng em hay để đây để cho khô. Thường khi mà các bác tách mà các bác bán à các bác tách các bác trồng thì nên để khô sau một ngày thì nó sẽ an toàn hơn, nó đỡ bị thối đấy. Hoặc là như cái cây này, cây phan trí này em cũng mới tách được hai ngày, thì khi mà em sau một ngày thì hôm qua em mới trồng đấy, cũng nghĩa tách từ kia sau một ngày thì hôm qua trồng và hôm nay thì nó đã ổn định rồi, và để ở những chỗ mát như này. Mát thì trong này thì nó có ít địa đột biến, em để kèm địa đột biến luôn. Còn ngoài này thì nó vẫn là những cái cây lan kiếm các loại của nhà em, các loại lan kiếm các bác mua cái nào sưu tầm mà bên em có thì các bác liên hệ bên em. Còn ngoài này thì cái vườn kiếm ngoài này thì nó nhiều loại hơn, và em sẽ trồng chủ yếu là bằng bột dừa các bác. Em trồng cái vườn kiếm như này xong em sẽ khi nào mà em bán cho các bác ấy là em sẽ nhổ ra là cái trồng bột dừa thì cái bộ rễ nó sẽ giữ được nó tốt hơn. Còn những cái chậu mà nó bằng vỏ thông to ấy là ngày xưa ví dụ như cái cây này, cây vàng thái này, vỏ thông to thì là em mua người ta ngày trước là người ta thường thì ai trồng vỏ thông to trộn với cả các loại giá thể khác như là vỏ lạc hun hay là bột dừa hay là một số các loại khác, nhưng mà nhà em thường trồng một loại thôi thì nó dễ các bạn. Đấy, cây kia tuyết vân, cây trồng cái tuyết vân kiếm thì nhà nở khá nhiều. Cái này cũng là cây vàng thái này, cần hoa rất là thẳng, cũng đẹp, nó hơi dích dắc một chút thôi, nhưng cây vàng thái này nó cũng rất là đẹp. Các loại kiếm ngoài này em để kiếm là chủ yếu. Thì đây là có cây xanh huế, nó cũng khá đẹp các bác. Cây xanh huế nó nở mùa thu thì cây xanh huế nở bao giờ cần nó cũng dày bông nhé các bác nhé. Nó sẽ bị ít, nó sẽ thưa ít ở đây hơn, còn nếu như bình thường nếu mà mùa hè nó sẽ mất một cái bông đi thì nhìn nó sẽ thưa hơn các bác. Còn mùa thu thì ở Hà Nội thì nó mát hơn, còn trong miền Nam thì nó nắng nó ổn định thì nó sẽ nở đa phần là nó sẽ giống nhau. Nhưng ngoài miền Bắc ở Hà Nội em á thì là cái phần ở cái cuống hoa ra nếu mà mùa nắng nóng ấy thì nó sẽ ở cái chỗ đấy nó sẽ bị thưa, cần hoa sẽ không dày bằng mùa thu. Mùa thu nó sẽ nở, nó sẽ dày hơn, dày bông hơn các bác, và nó chia đều dày bông. Còn mùa hè thì nó nở thì nó nóng thì khí hậu nó khắc nghiệt nên là hoa nó cũng thưa hơn, nó không dày như mùa thu các bác. Còn ngoài này thì nó cũng là kiếm các loại, cơ bản là kiếm thôi. Ngoài này cơ bản là kiếm các bác, kiếm là nhiều. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác những cái bộ phân bón mà nhà em vẫn hay dùng. Nhưng ngoài này nó mát hẳn, em sẽ ra ngoài này em quay cho mát, chứ không trong thì nó nắng lắm các bác. Ngoài này nó mát thì em
giới thiệu các bác những cái loại phân mà cơ bản các bác có thể tham khảo và sử dụng để các bác có thể biết nên dùng những cái gì. Các bác mua những cái sản phẩm này có thể liên hệ bên em để được mua. Những cái này em đều nhập từ bên Mỹ về. Đa phần cái hàng cần thiết nhập ở đâu là em sẽ nhập ở đó để cho nó được chuẩn hàng chính hãng. Và qua một thời gian sử dụng thì em cảm thấy là nó rất là tốt và hợp lý, phù hợp. Thì các bác có thể tham khảo để các bác dùng các bác nhá. Thì em sẽ giới thiệu những cái chai này để các bác dùng vào lan kiếm và có thể dùng vào những cái loại cây khác, ví dụ như là phi điệp hay là những cái loại lan. Cơ bản là mình dùng, em dùng là dùng cả vườn luôn, các bác dùng cả vườn. Thì như cái chai đầu tiên này là cái chai chống sốc. Cái chai chống sốc này thì nó giúp ra dạng như kiểu là một cái màng để cho nó bảo vệ cái cây. Chai chống sốc, gọi chống sốc cho đơn giản các bác. Thì nó sẽ giúp cái cây bảo vệ khi mà mùa hè á, mùa hè nó nắng nóng thì nó sẽ, cái màng sẽ giúp cái cây nó mát hơn và giữ được cái cây nó ổn định khi mà mình tách hoặc là mình chuyển đổi vị trí. Bởi vì khi ví dụ nhà các bác để chỗ này nó đang mát này, các bác nhấc ra chỗ nắng rồi là đã thay đổi thời tiết rồi. Nó thay đổi vị trí ánh sáng thì cây nó sẽ, nó có cái chống sốc này thì nó sẽ đỡ hơn, cây nó vẫn phát triển bình thường. Còn khi mình chuyển vị trí thì nó sẽ làm cho cái cây có thể là sẽ bị chậm phát triển một thời gian, sau đó nó mới phát triển tiếp để nó ổn định các bạn. Thì đấy, cái chai chống sốc của chai Amoxy rất là tốt. Tiếp theo là đến một cái chai Biorot. Cái chai Biorot này thì nó phổ thông và nó là loại bón rễ phổ thông, và các bác có thể bón cái Biorot này, nó ra rễ rất là tốt. Cái này ra rễ thôi, nó đơn giản. Các bác trồng thì các bác nên có một cái chai mà để xử lý khi mà nó ra hoa. Chai Lucanic Bloom này thì nó là chai ra hoa. Nó sẽ giúp cho cái cây nó có thể là ra hoa đạt hơn, quả đạt hơn. Cái này là những cái sản phẩm này đa phần mình có thể trồng sử dụng trong những cái loại trồng cây thủy sinh, hay là rau cây ăn quả, hay là một số loại khác, loại lan rất là tốt. Nó dành cho cây chứ nó không phải dành riêng cho lan đột biến cả. Nhưng mà lan kiếm thì nó phù hợp, và phù hợp lan kiếm thì những loại lan khác nó cũng khá là phù hợp các bác. Chai này chai xả muối này. Chai Frogen này thì nó là xả muối và giúp cho cái cây mà nó, khi mà các bác bón phân nhiều cho phân tan chậm nhiều ở những cái chậu như này thì giá thể nó sẽ ăn và nó sẽ bộ rễ nó sẽ ăn qua giá thể và ăn những cái phân bón ở đây. Thì khi mà mình bón cái chai này thì nó sẽ giúp giải quyết được những cái vấn đề dư thừa ở trên cây hay là ở những cái giá thể của nó. Thì khi mà nó ngấm quá nhiều phân ấy, nó ăn quá nhiều phân mà nó không được xả ra ấy, thì nó sẽ bị tích tụ đấy. Nó tích tụ đấy quá nhiều thì nó không được tốt các bác. Nó không được tốt, nó phải xả bớt đi. Nó cũng như mình ấy, mình có ăn thì phải có vào thì có ra đấy, chứ vào suốt thì nó không hợp lý lắm các bác. Thì cái chai xả muối đấy nó cũng giúp cho cả cái giá thể ở trong này, giá thể ở trong cái chậu này, thì nó sẽ giúp, nó cũng giúp nuôi những vi sinh vật ở trong này, những cái sinh vật tốt ấy, sinh vật mà nó giúp cây phát triển ấy. Nó sẽ giúp nuôi cái đấy lên và nó sẽ thải độc những cái mà giải bớt những cái gọi là tồn đọng ở trong cái khi mà mình bón phân quá nhiều. Tiếp theo đó là một cái chai Iron Zinc. Này là một cái chai Iron này thì các bác nhìn cái logo nó là các bác hiểu ngay là nó là từ vàng lá sang xanh lá. Bón cái chai này nó sẽ giúp từ vàng lá sang xanh lá, cái này là dạng vi lượng. Thì các bác bón cái chai này thì có thể giúp cho cái cây kiếm của mình, nhất là những cái kiếm sần ấy, thì nó sẽ đỡ sần hơn. Hoặc là nó khi mà nó sần quá như này này các bác bón đi thì cái đời sau của nó thì nó sẽ không bị sần quá nặng như này. Nó sẽ không bị vàng chóe như này mà nó sẽ đỡ hơn. Nó đỡ hơn các bạn chứ nó không hết được sần. Đấy, nó sẽ đỡ hơn. Khi mà bón nhiều đây các bác thấy cây xanh Huế này. Lá nó xanh đậm đẹp. Nó lá sần thôi các bác. Nhưng xanh đậm đẹp thì trông cây nó đẹp hơn. Và cây nó đẹp hơn thì trông nó xanh đẹp thì mình thích. Nhiều khi các bác chơi hoa, bác chỉ cần một cây xanh Huế sần các bác nuôi khoảng 2-3 đời thì cái lá nó sẽ xanh đậm lên và bản thân cái lá nó xanh đậm như thế này thì mình nhìn nó chả khác cái lá mấy, thì mình chơi hoa nó rất là đẹp, lá sần. Thì và kèm vào đó là một cái chai CLMR này, cái chai Casimaze này, thì nó là một cái chai mà em thấy là nó giúp cho cái cây nó có thêm dưỡng chất để nó cứng cáp, lá cứng chắc, khỏe mạnh, phân bón. Còn cái chai này nó không phải phân bón các bác, chai này không phải phân bón đâu. Chai này nó chỉ là một chai giúp tái tạo dưỡng chất và giúp cho cái cây nó có thể là hấp thụ được thêm dưỡng chất từ những cái cặn bã dư thừa. Bởi vì nhiều cái chất nó ăn vào cây này,
cái cây nó ăn vào nhưng mà nó không tiêu hóa được. Thì bây giờ nó phải dùng cái chai đó để nó tiêu hóa nốt những cái dưỡng chất còn lại. Thì cái chai xả muối này cũng rất là hay các bác. Và cái chai CLMAG này, canxi, các bác thường canxi thì các bác biết ngay là nó giúp cứng lá, nó cứng, giúp cứng cây. Tất cả những cái sản phẩm này đều có thể bón được trên các loại cây trồng khác, chứ không chỉ riêng gì lan kiếm. Các bác bón phi điệp cũng được, bón hoa lan, hoa cây cảnh nhà mình, hoa hồng hay cái gì đó mà nhà mình có, mình có thể bón được. Những phân bón này rất là tốt. Thì đây là những cái cơ bản, em nghĩ là nó là cơ bản đấy, tại vì nó có một chai để làm hoa. Các bác nào không thích, các bác nào mà làm kinh tế mà không muốn ra hoa nhiều, các bác bón cái chai này, không bón cái chai này. Còn các bác tham khảo những cái 6 chai này để các bác bón 5 chai cũng được. Nó là những cái cơ bản và em nghĩ là cần thiết. Còn đương nhiên là nếu mà một cái cây lan ấy, nếu một cây lan các bác nhé, nếu một cây lan mà các bác chăm sóc bình thường, nó vẫn phát triển tốt, nó vẫn ra hoa là chuyện bình thường, không cần phải bón những cái phần này. Bởi vì hoa lan thực ra thì nó rất là dễ sống và phát triển rất là tốt, và nhất là lan kiếm thì nó cực kỳ dễ sống. Nếu như các bác mà nuôi được lan kiếm và không nuôi được lan kiếm và không nuôi được loại lan nào cả, bởi vì nó dễ sống lắm. Còn nếu nói đen rô thì nó gần như nó cũng rất dễ sống, nhưng mà cái loại lan kiếm này thì nó cực kỳ dễ sống. Khi các bác mà không bón phân, không bón những cái phân này, nếu như các bác không bón một ít phân nào mà cây nó vẫn tốt, xanh, thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố là môi trường nhà bác. Môi trường nhà các bác tốt này, khí hậu tốt này, nước sạch, nguồn nước sạch. Nguồn nước sạch các bác nhé. Cây bao giờ thế nhất nước nhì đến phân. Nước sạch là quan trọng nhất. Thì các bác có một cái nguồn nước thật là tốt thì là mình tưới nước lã nó cũng sống, phát triển tốt, xanh lét. Nhưng khi mà các bác bón thêm cái bộ phân bón này, thì ví dụ như bình thường một cái thân này, một cái thân, ví dụ như một cái thân kiếm này, sau một năm thì nó đẻ được thêm khoảng 2 củ. Nhưng khi các bác bón này thì sau một năm thì có thể là nó sẽ đẻ 2 củ rưỡi, hoặc là nó đẻ nhiều hơn. Cái lợi hơn của bón phân thuốc ấy, bón phân này thì nó chỉ là cây nó phát triển tốt hơn và nó đẻ nhiều hơn thôi, và nó ra hoa nhiều và đẹp hơn. Ra hoa nhiều đẹp hơn, cây khỏe hơn. Còn khi các bác không bón thì nó vẫn tốt, vẫn phát triển, vẫn xanh, vẫn thành những cái bụi to, vẫn thành bụi to bình thường, vẫn thành bụi to và nó vẫn có thể phát triển lớn, cây vẫn rất khỏe. Đó đương nhiên, bởi vì là bản thân cái cây này nó chỉ khi mà nó đã sống rồi, nó đã sống rồi thì nó phát triển rất là khỏe. Lan kiếm mà nó khỏe lắm các bác. Khi nào mà các bác trồng những cái kiếm tiên vũ mà ghép vào gỗ ấy, thì các bác sẽ hiểu rằng là nó rất là tốt, nó rất là dễ trồng và nó rất dễ ra hoa, và cây vẫn rất đẹp và lá nó vẫn to hơn là bình thường, nó vẫn to hơn, nó to hơn cây mẹ. Trong cái hình như có cây vàng Lào đang nở các bác. Cây nó cũng rất là to và đẹp. Thì mỗi một cái cây hay mỗi một cái chỉ cây lan nào đó, chỉ cần nó thuần và các bác chăm sóc bình thường là đã phát triển tốt, ra hoa bình thường rồi. Bởi vì nó có nguồn nước tốt các bác. Còn khi mà mình bón phân thì mình phải mất thêm thời gian để bón phân, thì cây thì nó sẽ tốt hơn nếu như mà mình không bón ở cùng một môi trường. Thì đấy là những loại thuốc mà các bác nên tham khảo, có nên sử dụng hay không. Bên em cũng có bán những loại thuốc đó, các bác cần mua loại nào liên hệ bên em để tư vấn thêm các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào tất cả các bác.